mỏi. Chân chữ V gót xuống trước. Suy nghĩ. Suy nghĩ tạo dáng đứng nhìn tề thiên, gãi suy nghĩ động tác của tề thiên. Thank you.
Xin cảm ơn cô Thu Vân rất nhiều về cái sự diễn giải của cô cho khán giả được biết về múa tình thức võ thuật trên sân khấu cải lương. Nếu vào một buổi sáng, vô tình bạn nhìn thấy một phụ nữ đã đứng tuổi, nhỏ nhắn, bình dị, trên lưng đeo ba lô và ngồi sau một xe ôm, thì không ai khác, đó chính là võ sư, nghệ sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Thu Vân. Sinh ra trong một gia đình không phải con nhà nòi, nhưng số phận đã đưa đẩy chị đến với nghiệp võ. Năm 13 tuổi, cô gái Hà Nội Thu Vân chỉ mơ làm đào của ca kịch dân tộc miền Bắc. Nửa trường học chỉ bị mất giọng, phải chuyển về môn vũ đạo, trình thức võ thuật. Thật may mắn, người thầy chỉ được thọ giáo là nghệ sĩ nhân dân Tám Danh, người đầu tiên đã đưa chị đắm mình trong cái nôi của cải lương và võ thuật dân tộc. Đến với võ thuật, chị trở thành một trong ba nữ võ sư nổi tiếng của Việt Nam về võ cổ truyền, với đẳng cấp cao nhất bạch đai 18/8. Nhưng chỗ đứng của chị vẫn là nhà giáo, và điểm dừng chân cuối cùng của chị là trường cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Qua gần 40 năm giảng dạy, trước khi nghỉ hưu, bằng kinh nghiệm đúc kết được và bằng cả tiền túi của mình, chị đã để lại cho trường một công trình tổng hợp quý giá, một bộ băng video về giáo trình võ cổ truyền ứng dụng trong nghệ thuật sân khấu cổ và hiện đại. Công trình đó là một sự nỗ lực rất lớn của Thu Vân. Hệ thống mà cô Thu Vân đã tạo nên như vậy trong công trình của mình, nó đã đóng góp một phần rất lớn trong việc hiện đại hóa và tiên tiến trong phương pháp đào tạo diễn viên cải lương. Thầy cho con xem một tí này, này nhá. Có thể nói nghiệp võ luôn là nguồn đam mê vô tận của chị. Má được hãnh diện, hãnh diện là má và thầy của Thu Vân ở bên sân khấu nghệ thuật. Con đem cái nghệ thuật của mình, cái võ của mình mà truyền ra tất cả hết. Đó là con thứ hệ thứ hai mà con làm được như vậy. Má không có gì vui mừng bằng cái tuổi già được người đào tạo được đứa con như Thu Vân. Võ sư Thu Vân giỏi cả về binh khí lẫn tay không, nhưng học võ thuật không phải chỉ biết về một phái võ mà phải nắm bắt thật vững các kỹ thuật của nhiều môn phái võ khác. Tất cả những chiêu thức chị học được của các bậc tiền bối, để rồi chị lại cách điệu sáng tạo, uyển chuyển, đưa vào nghệ thuật sân khấu.